Ôi, xin chào mọi người nha. Hôm nay mình tiếp tục đuổi bông nha các bạn. Ở bông này mình cắt lần thứ ba nha các bạn. Để cũng cả tháng rồi, hy vọng lên mặt cho nhiều nha. Rồi, mọi người cùng lên khui thành quả cho mình nha. Rồi, đang vô đợt mưa không biết mặt nhiều không. Mình lại sợ khô mặt. Tại vì lần thứ hai mình cắt mặt cũng ít xỉu rồi. Lần ba không biết sao đây. Không lúa mình để biết lâu mình không xài lại. Để lâu lắm mình mới đi bắt ong lại. Rồi, lên thôi. Ngoài nó có mùi nó gì các bạn ơi. Không à. Em ông không? Này nó to rồi nha. Ở ngoài ngọn nhỏ xíu nữa chưa. Thấy không? Thôi để mình lên khui. Thì bao lâu ngày quay lại không biết nó sẽ có mặt không đây. Bông to kìa. Như một chiếc chiếu. Thôi lửa này đủ mới được. Ông lần trước lên nó hốt quá trời. Rồi lên thôi các bạn ơi. Ôi dạ, không biết có chạy vỗ không. Nở con trần bạn ơi. Cái chân nghi nó đi. Nhìn nó bạn. Thấy không ạ? To không? Mặt kè kè mấy bạn. Mặt sao khô gan à, bạn ơi. Rồi mặt khô bạn ơi. Ồ thật chứ. Ô bự vậy bá. Mà bắt 3 lần. Thằng nào cũng khô gan không. Không mặt miết chân bạn ơi. Gọt xéo xuống đẹp gì rồi đó. Để nó đánh quá trời. Dạ hụt lắm bạn ơi. Để mình thử có mặt không nha. Chứ đầu tiên thấy khô rồi đó. Thank you.
Không phải đánh ham được mà. Đang lấy con, lấy con không? Miếng nào mặt nha bạn, chụp xuống luôn. Đó, chút nữa này. Này bạn thấy không? Ô mày hung các bạn ơi. Không khi nào mày lên mày về trên đá. Ô ông này khô mặt nữa rồi. Đó lúc nào cũng trên dưới chục mũi các bạn. Thằng này trên nữa nè. Ông này nhiều đông quá các bạn ơi. Phải nó con hành thấy rồi. Rồi, để mình phủi ra ha. Đi mà. Cũng cả tháng này mình mới đi bao lại các bạn. Phải ngày mưa các bạn. Mưa nó ít đi. Ủa nó quấn vô đầu luôn. Hơi khô bạn ơi. Thấy không? Có mấy ống có mặt à, như khô ghen. Khô ống này mình xuống thằng nào cũng bị lỗ luôn bạn ơi. Này chắc mình cho chú nhà nữa bạn ơi. Có máy áo có mặt hả? Như khô gan. Nên chắc mình cho nó xuống luôn quá. Cho xuống nha các bạn, đợi cho nó về ổ sau nha. Ổ này mặt kém quá. Mặt ít mặt quá. Cho xuống luôn đi. Nở hết này mình không cho xuống nó cũng đi. Mà không có nhiều các bạn ơi, khô gan. Chim thì đổ lên thì dài mũi là đi chơi. Mũi ra máu luôn. Khi nào lên. Sức dây luôn bạn ơi. Tại xin con gà mình ở nhà mình bắt cá không bạn ơi, không có đi bắt ong. Ong mùa này bị khô mặt nha các bạn. Buộc đuốc lại rồi xuống nữa bạn ơi, lại tiếp tục lặn này lần thứ ba nha các bạn. Mặt ít xíu à, tại vì ông anh cũng thân với mình, khi mình bắt thôi, cũng cho ông anh không ít lấy, lần đầu cũng được 3 xị, tới giờ không có gì luôn bạn ơi. Ồ, nó dài trong luôn, kèo thon nữa kìa, sợ cho nó hy vọng nó đóng đi trong các bạn, đóng này trắng bà á, ngon. Mặt khô nữa rồi chú ơi. Dạ khô gan. Mà lần này nó ổ mà nở con gọc xuống luôn rồi. Đây nó về đằng sau á mặt mới nhiều. Nó nở con hết trơn rồi. Hơn chỉ mặt.
con sát thủ này nó gùn quá ta, chúng tay hốt luôn. Con mày là ngày đông hơn nha các bạn. Cây này khó để ra cái ngạn nhánh luôn chứ. Cào gốc ở đó đó các bạn, vì mới còn đó. Thôi mấy anh em bắt chân. Cây này ông bằng cũng nhiều lắm nha bạn. Rồi bây giờ xuống khó nè, xuống đại chứ sao giờ. Gà học ống tre xuống nữa bạn ơi. Rồi, con ông này chắc khoảng 3 tháng nữa mới gặp lại nó nha các bạn. Nó đi luôn này. Rồi, xin chào các bạn nha. Cô gan à. Đáng chạy qua. Rồi. Rồi, chào mọi người nha.